Ê, dạ đi ra ngoài ông Bảy mua giùm tô hủ tiếu coi. Dạ, dạ được. Nhưng mà chị hai đợi xíu nha, em nấu nước sôi xong rồi các em đi cho nha. Đi liền chứ đợi gì, đói bụng muốn chết rồi nè. Con cứ để đó cho má làm cho. Dạ. Con đi mua giùm chị hai đi. Vậy má làm giúp con nha. Ừ. Chị hai, em có đi ngang tiệm của hai Hường á, chị có uống nước có ga không? Em ra ngoài em mua luôn cho. Ừ. Em thấy anh hai ngày nào cũng ra ngoài uống nước có ga hết trơn á. Chắc nước này ngon lắm, cho nên ai cũng ghiền hết. Cái nước gì mà màu đỏ nhìn đẹp lắm luôn á, mà em thấy người ta nhìn tiếc không dám uống luôn. Để đó, tao đi mua. À, thôi, chị để em đi mua cho, em đi mua lẹ lắm. Mày đừng có cãi tao, mẹ đó mày làm đi. Sao tự nhiên nhắc tới cậu hai chi vậy? Con đâu có biết đâu, tự dưng anh Kim Phan ảnh dặn con là phải nói với chị hai như vậy á. Tôi giỏi lắm. Mai mốt á, Toa mà về với Mo rồi á, Toa sẽ đi xe quê kỳ. Mo sẽ là người mua xe quê kỳ về cho Toa chạy. Toa cũng biết rồi, nhà của Mo ở đây á, cò bay coi như là gãy cánh. Thẳng cánh. Cho nên là về với Mo, Toa sẽ được sung sướng. Kim Trinh. Nè, cái thứ đàn bà nha, ăn no phè phỡn thì dụ dỗ chồng người khác, bộ không biết nhục hả? Còn ông nữa, ông dám nói cái gì hả? Cái gì? Mở sự quê kỳ hả? Cò bay thẳng cánh hả? Chồn gãy luôn nha. Nha. Ôi, mở, bỏ ra. Bỏ tôi ra. Mở làm cái gì vậy? Nè, bỏ ra. Ôi, chồn chết. Ôi mà, tôi nói mà nghe không? Bỏ tôi ra. Có chuyện gì vậy? Bỏ ra chưa? Bỏ ra. Tụi mày có thôi đi chưa? Giỏi quá ha. Đẹp mặt chưa? Trời, cho bớt nóng đi chưa? Đứng lên nữa. Đẹp mặt lắm ha. Thôi cha, cha đừng có nóng nữa. Thôi mình về nha cha. Cô dẫn cha đi ha. Tụi bay đúng là, đúng là cái thứ ăn hay mà. Bây giờ còn để vô làng xóm người ta cười vô mặt kìa. Thằng Hải Chinh, tao nói cho mày biết kìa, từ ra vì sao mày mà bước ra ngoài, tao đánh gãy chứ. Sáng ra tìm dạy, chiều về nhà học tính, được chưa? Con nghe lời cha. Nhưng mà cái thứ vợ này á, con muốn bỏ. Bây giờ nó làm rùm beng lên như vậy á, nó làm mất mặt gia đình mình hết trơn. Rồi gia đình mình còn gì giao phong nữa. Ngày mai á, cha cho phép con trả nó về cho bên nhà nó đi. Gia phong cái đầu ông đó. Nè, ông đi mèo mã gà đồng hả? Tối ngày đi ăn nằm với con quỷ cái đó, bây giờ còn đòi bỏ tôi hả? Tôi nói cho ông nghe nha, tôi mà có chết á là tôi kéo ông theo đó, nghe chưa? Thôi, giữa nhà như vậy nè mà nó còn hung dữ cỡ đó đó. Cái gì? Nó không ông để mà gì? Cha mà hả? Đi. Hả? Con làm cái gì vậy? Mày bỏ vợ hả? Tao không từ mày là may lắm rồi. Thôi được rồi cha, con xin cha bớt nóng. Con thiết nghĩ á, anh hai, con biết tội của anh hai rồi, cha đừng có la anh hai nữa. Thôi cha, con biết tội của con rồi, cha lo cho sức khỏe của mình một chút đi. Ngày mai á, con ra tìm giải với cha.
Mày mà còn sống theo cái kiểu dựa dẫm vặt vẹo nữa, tao tự mày đó. Còn tài sản cái nhà này tao không chia cho mày một xu. Má, thấy chưa? Còn thằng ba nữa. Dạ. Bữa xin cha tiền làm vốn làm ăn đó, mày ra tiệm ha, lấy tiền vốn đó mà làm. Dạ. Con đội ơn cha. Má.